Sao anh không đưa em đi ăn kem? Sao anh không đưa em đi xem phim? Chưa từng một lần cùng người buffet Hồ Gươm. Tại vì người chồng như tiền đều làm như thế, nên đôi ta trên tay em sẽ mòn kỷ niệm tuyệt vời của ngày tháng đó. Anh không mang cho em cơn mơ như em mong. Em không yêu anh, ôi anh ơi anh đi đi. Mặc dù người thật đẹp trai nhưng tiền tiêu không có. Đã từng rất lâu rồi anh không thể có hai tiếng yêu thương. Em không hề trao cho anh bởi vì em đã khác xưa. Vì em đã rất khác xưa. Thật quá đau buồn em bỏ anh ra đi. Vì em thích yêu bằng tiền. Anh nghe tiếng trái tim em dần xa khuất. Tiền anh thiếu nên em bỏ đi mất. Nếu có tiền em sẽ yêu anh. Và nếu có tiền em không rời xa anh. Nếu có tiền thì anh chẳng phải làm gì. Yêu em thế thôi. Nếu có tiền anh mua cho em Everest. Nếu có tiền anh tin em sẽ yêu anh không hết. Nếu có tiền, anh sẽ tự nhủ rằng mình là một hot boy. Anh luôn như vậy. Em vẫn ở đây, cô bé mà anh đã gặp. Yêu ánh mắt nụ cười của em thật dịu dàng đằm thắm. À khi vu vơ anh nghĩ có lẽ nơi con đường xa cách xa. Em nhẹ bước bên anh bao ngọt ngào bao nhiêu say đắm. Có anh luôn cố gắng làm con tim em vui chẳng cần điều kiện. Như thế nào em muốn được làm người thật vui và hạnh phúc. Rằng khi đó anh cảm nhận tình yêu mình đầy cảm xúc. Ba để anh thật nhẹ nhàng cho sự đồng ý kê luôn vậy. Anh chẳng hề nghĩ đến việc tập đi một mình là một cảm giác trống trải căn phòng kín. Chợt vui sau lòng bụng tắt anh bừng tỉnh. Vô quý đôi khi gây ra chia ly một cuộc tình. Không, lý do này đã khiến anh chẳng thể có được một lần tự tin. Thế kỷ bây giờ sao không thể được như lúc trước. Không còn ai đó vì yêu mà quên đi tiền bạc. Cảm xúc bỗng nhiên rất lạ. Anh muốn nói với em là anh nhớ ngày tháng đôi ta đã yêu như những bài ca tình ca thật hay. Thật tuyệt vời hạnh phúc.